Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Lâm Tâm Như yêu thầm một sao nam Hàn nhưng bị từ chối, Hoắc Kiến Hoa có nóng mặt khi biết Danh Tín. Trong quá khứ, Lâm Tâm Như từng bị cô bạn thân Từ Nhược Tuyên tiết lộ chuyện yêu thầm trai xứ Sợ Kim Chi. Trước sự việc này, nàng Hạ Tử Vi đã lên tiếng khẳng định đây là sự thật. Cụ thể, Lâm Tâm Như cho biết mình có ý định đi Hàn Quốc nên hẹn gặp chàng trai trên, tuy nhiên mọi chuyện chẳng diễn ra như mong muốn. Nữ diễn viên Hoàng Chiếu Cách Cách bộc bạch, sau đó cuộc gặp không xảy ra vì anh ấy có việc đột xuất khiến tôi vô cùng thất vọng, tôi đành gọi điện cho Từ Nhược Tuyên để tâm sự. Từ Nhược Tuyên cho biết Lâm Tâm Như đau khổ và òa khóc với cô trong điện thoại khi bị trai Hàn từ chối. Về phần Lâm Tâm Như, cô không chia sẻ thêm thông tin về mối tình, cô chỉ nói sau sự việc hai người giữ mối quan hệ bạn bè. Trên thực tế thì Lâm Tâm Như đã hợp tác với một số bạn diễn đến từ Hàn Quốc, phải kể đến như Han Jae-suk, Yoo Jin-moo, Soo Ji-suk. Năm 2005, cô và Han Jae-suk đóng chung trong dự án Mối Tình Hoa Tự Đằng, đến năm 2009 cô tham gia tác phẩm Mỹ Nhân Đại Chiến với Soo Ji-suk. Năm 2012, Lâm Tâm Như cùng Chu Jin-moo kết hợp ở bộ phim Hoa Phi Hoa, Vụ Phi Vụ. Cư dân mạng băn khoăn không biết Lâm Tâm Như có phải lòng ai trong các đồng nghiệp này hay không, thế nhưng quá khứ đã qua, hiện tại cô đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng Hoắc Kiến Hoa. Họ từng là bạn bè và sau đó phát triển sang tình yêu, cặp đôi lên xe hoa vào năm 2016, kết quả của tình yêu đẹp là con gái cá heo nhỏ xinh xắn. Có thể nói trong sự nghiệp gần 30 năm diễn xuất, Lâm Tâm Như từng có cơ hội hợp tác với nhiều bạn diễn nam và tạo nên những vai diễn đầy ấn tượng trong lòng khán giả. Lâm Tâm Như từng có mối tình đẹp như mơ với Lâm Chí Dĩnh khi hai người mới gia nhập làng giải trí, họ hợp tác với nhau trong bộ phim Học Hiệu Cạn Tự Đội vào năm 1994 và bắt đầu thừa nhận yêu nhau kể từ đó. Tại thời điểm ấy, trong khi nữ diễn viên xinh đẹp chỉ đang là một cái tên vô danh, thì chàng trai đào hoa này đã nổi như cồn bởi vẻ điển trai, hào hoa và lời gương mặt ấn tượng, đỉnh đám ở Đài Loan. Chuyện tình cổ tích của cặp đôi trai tài gái sắc kéo dài được khoảng 2 năm, cho đến khi Lâm Tâm Như bắt đầu nổi tiếng với vai Hạ Tử Vi trong bộ phim Hoàng Chiếu Cách Cách. Theo một nguồn tin, nguyên nhân dẫn đến việc hai người chia tay là do Lâm Chí Dĩnh tự ái với vu cáo dựa hơi Lâm Tâm Như để nổi tiếng và những lần nam tài tử phải ghen tuông bởi tính cách vô tư vạn diễn của người yêu. Theo giới truyền thông Đài Loan, Lâm Tâm Như đã thầm thương trộm nhớ Uông Đông Thành sau khi cả hai hợp tác với nhau trong một bộ phim mới mang tựa đề Tỷ Tỷ Song Pha. Cả hai còn từng bị bắt gặp hẹn hò tại một rạp chiếu phim ở Đài Bắc và những lần tay trong tay sánh bước tại một số sự kiện. Đã có khoảng thời gian Uông Đông Thành không ngớt lời khen ngợi dành cho đàn chị nổi tiếng của mình rằng cô ấy thật là xinh đẹp. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc và may mắn khi được đóng phim cùng cô ấy. Tôi đã xem tất cả những bộ phim của cô ấy rồi đấy, ngạc nhiên chưa? Uông Đông Thành được biết đến với tư cách là ca sĩ, kiêm diễn viên và anh kém Lâm Tâm Như 5 tuổi. Trong đội ngũ dàn diễn viên của Hàn Châu Cách Cách năm 1997, Lâm Tâm Như và Tô Hữu Bằng vẫn giữ được tình bạn khăng khít cho đến nay. Sau hai phần của bộ phim Từng Là Mưa Làm Gió, một thời đó, cặp đôi còn đóng cặp với nhau trong nhiều phim khác như Tân Dòng Sông Ly Biệt, Thiếu Niên Trương Tam Phong, Ảo Thuật Kỳ Duyên. Lâm Tâm Như và Huỳnh Hiệu Minh từng dính tin đồn yêu nhau sau những lần cả hai bị bắt gặp đi ăn, đi chơi và dành cho nhau những cử chỉ rất tình cảm. Đặc biệt sau khi kết hôn với nhau trong bộ phim Tinh Trung Nhạc Phi, nhiều người đồn đoán rằng đây sẽ là một cặp đôi mới của làng giải trí bước ra từ phim Dạ Tình Thật. Thế nhưng cuối cùng chàng xoay ca lại lập gia đình và có một đám cưới đẹp như mơ với Angela Baby. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.